Hello, xin chào các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Rất nhiều bạn yêu cầu trên video của mình là anh ơi làm cuộc sống hàng ngày nấu về những món ăn, những bữa ăn trưa cũng như là những bữa ăn tối đi. Thì tôi hôm nay tôi vẫn tiếp tục thực hiện series đấy nha mọi người nhá. Khi nào tôi thực hiện series đấy mọi người, khi nào thấy chán thì thôi. Mỗi một lần tôi làm là mỗi một ngày là tôi sẽ tạo ra một món nha các bạn nhá. Thì những món ăn cơ bình thường như dân dã như tất cả các bạn, nhà các bạn nấu thôi đấy. Như các bạn đã biết thì tôi rất chỉ là chiều fan đúng không mọi người ơi. Tôi chiều fan như thế rồi mà các bạn vẫn nói tôi nữa mà không ủng hộ tôi nữa thì thôi rồi đấy các bạn ơi, đúng không? Các bạn thấy tôi dễ tính không? Các bạn fan cứ con mình nhiều cái là tôi làm cái đấy luôn, quá dễ dãi đúng không? Tôi chỉ dễ dãi về các bạn, về những content, về những cái ý tưởng của các bạn thích thôi, chứ không dễ dãi những cái khác tôi không dễ dãi đâu mọi người ơi. Đấy, nói rõ là như thế nhé các bạn nhé. Đấy, rồi không nói nhiều đúng không các bạn ơi? Thì bây giờ các bạn hãy theo chân mình đi sang bên chợ để mình mua đồ nhá. Và mình đang nghĩ ra là thịt thì rang đậu mình cũng làm rồi, gà hấp ủ muối thì tôi gà hấp muối tôi cũng đã làm rồi. Đấy, bây giờ sẽ làm món thịt thịt rang cháy cạnh nha mọi người nhé, cho hành rang cháy cạnh thôi. Đấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Đấy, thì không nói nhiều nhé các bạn nhé. Thì bây giờ các bạn hãy theo chân tôi hành trình của tôi sang bên chợ để mua nhé các bạn nhé. Tầm này tôi nghĩ là cũng hơi muộn rồi. Bây giờ đã là 9 giờ rồi mọi người. Tôi sợ hôm nay thứ bảy cuối tuần rất nhiều người bạn bè gia đình tôi nghĩ là cũng sẽ hết thịt đấy, nhưng không sao mọi người ơi, chợ thì chỗ tôi rất chi là nhiều luôn, không thiếu gì chợ, nhưng mất công nó lại đi xa nữa nhé mọi người nhé. Thì không nói nhiều, bây giờ tôi đi sang chợ múc. Trước khi vào video mình giới thiệu với các bạn một trò chơi là các bình trò chơi này có rất nhiều trò chơi như game hot, game bài, bắn cá lũ. Thì bây giờ mọi người hãy tiếp tục theo chân tôi đi sang chợ khác nhé mọi người nhá. Như các bạn đã biết, vừa tôi đi sang chợ tất cả con chợ đã hết, nhưng mà tôi về quán làng tôi thì tôi đã mua được ít thịt gọi là thịt bắp đùi ấy, nhưng mà tôi vẫn đang cháy cạnh bình thường. Thịt nào cũng đang cháy cạnh được, nhưng thịt mà chỉ đang cháy cạnh nó sẽ ngon hơn. Nhưng không sao, mình sẽ cải biên đi, tất cả các món ăn mình sẽ cải biên đi, mình sẽ thay đổi đi nhá các bạn nhá. Và mình đã ấy được ít rau má này mọi người, rau má này mình sẽ luộc, rau má luộc nhá. Đấy, thì không nói nhiều, bây giờ mình sẽ đi cắm cơm trước. Đấy, cắm cơm sau đó đâu đó là mình sẽ thái thịt và luộc qua thịt nhá mọi người. Mọi người làm gì thì làm đúng không mọi người, đầu tiên vẫn là an toàn thực phẩm nhất. Đấy, tôi rửa thịt rồi. Rồi tôi thái, tôi cho vào cái xoong này, tôi luộc qua đi. Như các bạn đã biết, cái thời gian mà tới quay trở lại tem ấy để làm ấy, thì về độ an toàn thực phẩm cũng như là các bệnh viện ở huyện tôi, trạm y tế ở xã tôi thì cũng căng thẳng với anh em tôi rồi, căng thẳng với tới rồi. Đấy, tới thì nó thật sự các bạn thì làm cái gì cũng ẩu, thả lắm, rửa rau bẩn lắm các bạn biết rồi. Rau bẩn đấy, rửa rau bẩn nó bẩn mọi người ạ. Tôi thái nên tôi sợ tới mỗi lần mà có gặp tới trên đấy là tôi đã thấy có gì đó sai sai thì nguy hiểm. Tôi là thái không to quá, không nhỏ quá. Tôi định chuộc cả miếng nhưng mà không, mình cứ thái qua như này thì mình cứ thái ra như này thì luộc nó sẽ nhanh hơn. Các bạn ạ, thịt này nó không không được thành thớ này, đúng là thái rất là khó nhé. Nếu mà thịt ba chỉ kia thái thành thớ thì nó dễ hơn, thịt này nó lại không thành thớ gì. Thịt mông này chỉ thịt bắp đùi này chỉ hợp cho luộc thôi mọi người ạ. Luộc thì thôi đúng là ngon luôn. Luộc thì nó sẽ ngon hơn đấy. Khá là ok này. Các bạn hãy đợi tôi trong giây lát nha mọi người nhá. Mà tôi thái xong vào là tôi sẽ luộc và xào qua thịt thôi, nhanh gọn. Sau khi thịt tôi thái ra và đã luộc đây nhá, mọi người nhìn thịt rất chi là trắng và ngon. Đấy, mình phải luộc qua đi. Chả thì mình cũng đang đun nóng lên rồi. Còn đây là rau má nha các bạn nhé. Như mọi người đã biết thì rau má có rất nhiều tác dụng dành cho chúng ta. Đấy, ăn vào là mát ruột, bổ mát ruột, mát gan, hạ nhiệt. Đấy, rau má này mình phải luộc từ từ một chút. Tôi ăn thử nha. Ngon. Nhiều người không ăn được rau má nhưng về khoản rau má này cực kỳ tôi khoái, ăn cực kỳ mát. Đấy, cực kỳ mát. Đấy,
các bạn uống nước rau má, các bạn đi theo uống sinh tố rau má các kiểu có đúng không? Đây rau má người ta còn không phải, đây rau má tôi nhặt ngoài đồng á, mặc tự nhiên á, mà vừa chảo thì cũng đã khá ok. Tôi đã cho cái rổ tôi đảo lên đấy. Để nó vang thịt cho mình, cho muối mắm mới chính vào đấy các bạn này, rồi xèo luôn. Đấy, phải mất khoảng độ tầm 15-20 phút mới được nhé mọi người nhé. Đấy thì mọi người hãy đợi tôi trong vòng chục lát nữa nhá là sẽ ok thôi. Đấy, lượng muối lượng mì chính thì đơn giản thôi, các bạn ăn mặn thì cho mặn và các bạn ăn nhạt thì cho nhạt, thế thôi, đơn giản mà, có cái gì đâu. Tôi nghĩ là rau má cũng được rồi này, rau má luộc thì là tôi sẽ tắt bếp đi, bây giờ tôi sẽ vớt. Còn thịt này, thịt cho vào chảo đào cho nó vang lên, cho tí nước mắm vào, xong là hành trái cạnh tí nước mắm được vào. Ui, nói với các bạn hết sảy luôn, ăn ngon luôn đúng không mọi người? Rồi ok mọi người, đợi tôi trong giây lát nhá anh em nhá. Sau một thời gian tôi bán thịt này, mọi người nghe thấy gì không? Nó nổ cái tép của thịt của bì luôn. Nó đúng ra mà nếu mà đọc bì không thì tôi nói là các bạn bắn ghê lắm, bắn được cháy người luôn. Đấy, thịt này tôi phải đẩy sang một bên này. Thịt này tôi đẩy sang một bên nhé, tại vì cái thịt nạc này nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ nhanh hơn. Của cái thịt mỡ này tôi đẩy sang một bên để cho nó cháy hết cái nó ra mỡ đi, khi mình nấu nó sẽ ngon. Đấy, thịt khả năng khá là vàng ngon đấy, cho nó quắt thêm chút nữa mới được, nó vẫn đang chán. Nghe tiếng nổ, những tiếng bì của thịt các bạn thấy không? Nó xèo hết. Cười thế. Cười né xa ra. Mỡ bắt đầu ra rất là nhiều. Thịt nạc thì chúng ta ok, thịt nạc thì tầm này thôi, nó sẽ không quắt, nó sẽ ngon. Tôi phải đặt thêm một tí nữa. Cái bì này thì vẫn chưa hài lòng lắm, vẫn chưa được. Các bạn thấy tôi trong nấu ăn, các bạn thấy tôi khéo léo. Nếu mà các bạn thấy tôi khéo léo thì các bạn hãy cho tôi xin một like nhé. Đấy. Còn các bạn thấy tôi hậu đậu thì các bạn thấy tôi khéo léo thì tôi xin một con số 6. Các bạn thấy tôi hậu đậu thì tôi xin con số 3 về nấu ăn, và trong công cụ nấu ăn nhé mọi người nhé. Thịt này khá là ngon. Thịt này nếu đợi cái bì này được chứ không quắt quá mọi người. Tôi đảo lại cho tôi lần đầu ấy. Các bạn bây giờ sẽ là công cuộc thịt đậu hết. Các bạn nhìn trong màn hình trắng như này thôi, chúng ta nó rất là vàng nhé, chúng ta nó vàng lắm rồi đấy. Giờ mình sẽ cho một tí nước mắm này. Đấy. Một tí nước mắm thường phức, một tí muối. Muối tùy khẩu vị của các bạn cho nhé. Nên là tôi ăn vừa, tôi mà nấu vừa thì bố mẹ tôi ăn cũng vừa. Tôi cho một tí mì chính nữa này. Hơi vung. Các bạn là mỗi mình tôi không có ai quay. Nhiều khi lấy muối mắm mì chính cũng hơi vất vả một tí. Một cái mì chính đó, đảo ngon không, quá tuyệt vời luôn. Mình vẫn phải cho một tí nước nhé mọi người nhé, để cho nó tan tan ấy ra.
Đó, tan muối ra, tan muối với mì chính ra thì mới được. Khá là tuyệt vời luôn mọi người. Thưa Phước đúng chuẩn nấu luôn, đúng chuẩn luôn. Rồi, rồi các bạn ơi, hãy đợi tôi trong giây lát, xong rồi tôi đó tôi sẽ thả hành và múc ra bát cho mọi người nhé. Và đợi sau một thời gian đã khá ok rồi. Thả hành. Thả hành vào nhá. Mở đảo qua một cái là xong rồi. Rồi các bạn ơi. Như vậy khá là ok các bạn ơi. Đó. Rồi. Như vậy là món thịt thịt là gọi là thịt 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 bì rang thịt bắp bùi rang trái cạnh thì tôi đã xong nhá. Thế thịt ba chỉ hôm nay tôi thịt một đấy. Thì bây giờ mọi người hãy đợi tôi và đợi mẹ tôi về để ăn cơm nha mọi người nhá. Mời các bạn ăn cơm cùng mẹ con tôi nhá. Mời các bạn nhá, bữa cơm trưa rau má luộc và thịt rang cháy cạnh. Các cháu nhá, xin chào các cháu. Ăn cơm với bác nhá. Đấy, bác đi làm về này. Cháu Hiếu nó ở nhà luôn. Mời các bạn ăn cơm. Tôi về thì được ăn, tôi ăn khỏe lắm các cháu. Mỗi bữa lăn bát cơm này các cháu ạ. Không ai ăn khỏe như tôi đâu các cháu. Là mẹ ăn cho các bạn xem. Bác ăn 5 bát cơm đấy cháu ạ. Ừ, các bạn. Qua bác cái thăm rầm. Mình đã ăn giòn má ngon. Nên là bác rộ về hôm nay cháu Hiếu nó ở nhà luộc ăn ngon lắm. Đấy, tôi chờ xong các bạn rồi nhá. Anh em làm cuộc sống hàng ngày đi, tôi làm rồi nhá. Mỗi một hôm tôi, mỗi một video tôi sẽ làm một món. Đấy. Các cháu ăn rau má luộc mình thấy nó bùi. Đấy. Ngon, nó ngon mỗi cái một khác nhau. Rau má ăn bùi ngon lắm các cháu. Các bạn các bạn có thấy mẹ tôi nói giống bà Tân Viên Đốc không? Giống như hạt bà Tân. Có nghe là giống. Làm sao được như bà Tân. Mẹ nói giọng nói kiểu giống á. Các bạn vẫn bảo thế. Các cháu đồng cảm. Còn là bây giờ em Hiếu nó mới làm video. Tôi chẳng ấy thế này bao giờ, nhưng mà đấy đột xuất cháu nó về nó quay là tôi cũng cứ tập phát lên những câu này. Cho các bạn hay là các cháu hay là cảm thấy hay thích thì hãy ấy cho cháu Hiếu xin một like một chia sẻ nhá. Các cháu nhá. Các bạn thấy mẹ tôi vui tính không? Mẹ tôi tên là Vui. Tôi tên là Vui cho nên là lúc nào vui lắm các cháu ạ. À, mẹ ở đâu là vui đấy. Mẹ ăn thịt à? Ngoài, ngoài. Nay ăn bữa rau má ngon thật. Ngon lắm. Hơi ít nước. Hết nước rồi. Này, rào khô mà. Vắt ra vẫn còn. Vắt đủ chấm. Ngắn, trông hết luôn. Thịt này ăn cả tối, ăn cả mai chả hết. Ừ, vô đấy. Ngày đói không con lắm. Làm 10 giờ đói rút nè. Nói này xong rồi cả đói thế. Hôm nay kêu đói.
Cho má đầu mùa ăn cũng thấy nó, trong lại có trận mưa ăn thấy nó mềm ngon, vui. Ngon. Có cái với dâm bát ăn 5 bát cơm này không? Rồi ăn cái bát này rồi thôi. Tôi bữa nào mà 2 bát thôi. Hôm qua này. Mọi người cũng đã biết nhiều video trước cuộc sống hàng ngày nó quanh đi còn lại mình cũng chỉ nấu bữa cơm, nấu món ăn các kiểu các thứ thôi, chả có gì đâu. Đấy, thì cũng rất nhiều bạn con mần đấy thì mình cũng làm theo ý các bạn rồi nhá. Đấy, còn các bạn thấy video của mình hay hãy cho mình xin một like và đăng ký một chia sẻ nhá. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye, xin chào các bạn nhá.